Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tinh 3S. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về network topology, hay chính là cấu trúc liên kết mạng là gì và có các loại cấu trúc liên kết mạng nào nhé. Network topology là bố cục của mạng, nó chỉ ra cách mà các thiết bị trong mạng giao tiếp với nhau và có hai loại cấu trúc liên kết khác nhau là wired có dây và wireless không dây. Vì vậy Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau nói về các cấu trúc liên kết mạng có dây phổ biến nhất, đó là cấu trúc liên kết hình sao, hay còn được gọi là star topology. Trong cấu trúc liên kết hình sao, tất cả các máy tính được kết nối với một điểm đấu dây trung tâm, chẳng hạn như hub hoặc switch. Tất cả dữ liệu trên mạng hình sao đều đi qua điểm trung tâm này trước khi chúng tiếp tục đi đến đích. Một trong những lợi ích của loại cấu trúc liên kết này đó là nếu một máy tính bị lỗi hoặc nếu dây mạng bị đứt, thì các máy tính khác sẽ không bị ảnh hưởng vì mỗi máy tính có kết nối cáp riêng biệt. Tuy nhiên, một nhược điểm của loại cấu trúc này là nếu thiết bị trung tâm là hub hoặc switch bị hỏng thì tất cả các máy tính thuộc điểm trung tâm đó đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu điều này xảy ra, toàn bộ mạng sẽ bị hỏng. Một loại cấu trúc liên kết khác được gọi là vòng hay còn được gọi là ring topology. Cấu trúc liên kết vòng là một kiểu cấu hình mạng mà mỗi máy tính được kết nối với nhau theo hình dạng của một vòng khép kín. Vì vậy, mỗi máy tính trên vòng đều có hai máy tính láng giềng cho mục đích giao tiếp mỗi gói dữ liệu khi được gửi đi nó sẽ được gửi chạy xung quanh vòng cho đến khi nó đến đích cuối vùng loại cấu trúc liên kết này hiếm khi được sử dụng ngày nay ưu điểm của loại cấu trúc liên kết vòng là chúng dễ cài đặt và dễ khắc phục sự cố tuy nhiên nhược điểm lớn của nó là chỉ cần một trong những máy tính trong vòng gặp sự cố hoặc một đoạn dây mạng nào đó bị đứt thì tất cả luồng dữ liệu sẽ bị gián đoạn và cấu trúc tiếp theo là cấu trúc liên kết xe buýt hay còn được gọi là bus topology. Loại cấu trúc liên kết này là công nghệ rất cũ và giống như cấu trúc liên kết vòng. Ngày nay nó đã không được sử dụng nhiều. Đây là kiểu thiết lập mạng mà mỗi máy tính và thiết bị mạng được kết nối với một cáp hoặc đường trục duy nhất và đường trục này là cáp đồng trục coaxial cable. Các máy tính kết nối với cáp này bằng cách sử dụng các đầu nối đặc biệt gọi là BNC, còn được gọi là đầu nối ti. Một trong những ưu điểm của loại cấu trúc liên kết bus là nó cũng khá rẻ và dễ thực hiện tuy nhiên một nhược điểm của cấu trúc liên kết này đó là nó yêu cầu cáp trục chính được bịt kín bằng hai thiết bị terminator để đường truyền hoạt động không được có bất kỳ kết nối và đang mở kể cả các đầu gắn với máy tính vì vậy nếu một máy tính được gỡ bỏ hoặc nếu các đầu cuối bị lỏng hoặc bị thiếu thì cáp sẽ được mở và dữ liệu sẽ bị gửi trả lại lần trả dữ liệu này được gọi là secret reflection phản xạ tín hiệu và nếu điều này xảy ra thì luồng dữ liệu sẽ bị gián đoạn Ngoài ra, còn có cấu trúc liên kết lưới hay còn được gọi là mesh topology. Trong cấu trúc liên kết lưới, mỗi máy tính trên mạng được kết nối với mọi máy tính khác trên mạng mà không cần liên kết với hub hay switch. Trong hình minh họa này, chúng ta có 4 máy tính với 3 kết nối trên mỗi máy tính. Như vậy, chúng ta có tổng cộng 12 kết nối cho mạng này. Chính vì thế, ưu điểm của loại cấu trúc liên kết lưới là nó tạo ra mức dự phòng cao, bởi vì nếu một kết nối bị lỗi thì các máy tính vẫn có thể giao tiếp với nhau tuy nhiên vì số lượng cáp và các mạng phải sử dụng nhiều điều này làm cho việc xây dựng cấu trúc liên kết này trở nên đắt tiền vì vậy nó hiếm khi được sử dụng trên mạng cục bộ hoặc mạng lan chúng chủ yếu được sử dụng trên các mạng diện rộng như internet trên thực tế internet là một ví dụ điển hình về cấu trúc liên kết lưới bởi vì internet được tạo thành từ nhiều giao tơ khác nhau trên toàn thế giới được kết nối với nhau để định tuyến dữ liệu một cách chính xác vì vậy ngay cả khi một số giao tơ gặp sự cố dữ liệu sẽ được định tuyến lại bằng cách sử dụng một tuyến đường khác để chuyển dữ liệu đi đến đúng đích. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau nói về cấu trúc liên kết không dây. Trước hết, hãy bắt đầu với cấu trúc liên kết Infrastructure Topology. Cấu trúc liên kết này sử dụng kết hợp các thiết bị có dây và không dây. Điều này rất giống với cấu trúc liên kết hình sao, nơi bạn kết nối các máy tính với một switch. Và bạn cũng có một điểm truy cập không dây cũng được kết nối bằng cáp với cùng một switch. Điểm truy cập không dây ở đây để cho các thiết bị không dây như máy tính sách tay, máy tính bảng, điện thoại di động có thể kết nối với mạng. Vì vậy, điểm truy cập không dây hoạt động như một cầu nối giữa mạng có dây và mạng không dây. Cấu trúc liên kết không dây tiếp theo là ad-hoc. Ad-hoc là một cấu trúc liên kết không dây rất đơn giản, bởi vì nó không dựa vào bất kỳ cơ sở hạ tầng nào, chẳng hạn như dây cáp, router, server hoặc điểm truy cập không dây. Tất cả các thiết bị trong mạng ad-hoc kết nối không dây với các thiết bị khác trong một mạng ngang hàng. Chúng kết nối trực tiếp với nhau mà không cần sử dụng thiết bị trung tâm như router wifi hoặc điểm truy cập. Và bởi vì chúng truy cập trực tiếp vào nhau mà không có server hoặc router ở giữa, nên mỗi thiết bị chịu trách nhiệm về bảo mật và quyền riêng của mình. Ad-hoc topology hữu ích để thiết lập mạng không dây nhanh chóng, nơi các thiết bị có thể chia sẻ dữ liệu mà không cần mạng không dây. Và cấu trúc liên kết không dây cuối cùng là mạng lưới không dây hay chính là wireless mesh topology. Cấu trúc liên kết lưới không dây tương tự như cấu trúc liên kết lưới có dây, nơi các thiết bị được kết nối với nhau, chỉ duy nhất là chúng được kết nối với nhau không cần dây. Ví dụ, giả sử bạn muốn triển khai nhiều điểm truy cập không dây trong toàn bộ một tòa nhà để các thiết bị không dây ở các khu vực khác nhau có thể truy cập internet. Vì vậy, thông thường bạn sẽ có một modem mang internet đến tòa nhà. Sau đó bạn sẽ có một switch kết nối với modem Tiếp đến là các điểm truy cập không dây được kết nối với switch bằng dây cáp. Tuy nhiên, điều này là tốn kém và mất thời gian khi bạn cần nhiều dây cáp và công sức đi dây lên mỗi tòa nhà. Bây giờ, một cấu trúc liên kết lưới không dây tương tự như thiết lập này, nhưng không cần đến cáp quá nhiều dây cáp, thay vào đó bạn chỉ cần một tuyến dây cáp là đủ. Trong một lưới không dây, mỗi điểm truy cập không dây có thể giao tiếp các điểm truy cập không dây khác để tạo kết nối Internet liền mạch cho các thiết bị không dây. Ví dụ, máy tính sách tay này ở đây muốn truy cập Internet, nó sẽ kết nối với điểm truy cập không dây gần nhất. Và sau đó, điểm truy cập này sẽ chuyển tiếp kết nối đến điểm truy cập tiếp theo, rồi đến điểm tiếp theo và cuối cùng trở lại modem. Và ngay cả khi một điểm truy cập bị lỗi, điều đó cũng không thành vấn đề, vì các điểm truy cập khác sẽ tự định tuyến lại dữ liệu. Hy vọng qua video này, các bạn đã hiểu được Network Topology là gì và có các loại Topology phổ biến nào rồi nhé. Nếu thấy video hữu ích, hãy like và share ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.